gia đình này không ai có thể làm được chuyện này cả. Đây các bạn, hãy nhìn cẩn trọng. Một đứa mẹ đang chuẩn bị chìm vào giấc đêm. Lý do, từ sáng đến giờ, cô Tết đã quá quậy. Cô Tết hôm nay cuối tuần được mẹ dẫn đi chơi. Và cô Tết quá quậy. Tốn tiền tốn bạc vậy mà nó bỏ luôn rồi và nó đã chìm vào giấc ngủ. Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi, để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em. Không đâu nha, khó lắm đó, diễn cái này khó lắm đó quý vị ơi. Đó, một dòng tre trả nhẹ. Và đây là một tư thế ngủ ngồi. Ngủ ngồi. Quá hay luôn. Ngủ ngồi và dòng eo chảy xuống. Không dễ đâu nha. Đố ai làm được đó. Đây là lần thứ hai. Lần thứ hai mà cô Tất vừa ăn vừa ngủ. Chắc trong giấc mộng nó vẫn thấy nó đang ăn quý vị ạ. Để em ngủ không? Để em ngủ. Rồi bây giờ làm phiền người khác phải đỡ cái đầu của mình. Làm sao người ta ăn? Mình ngủ mà người ta phải hầu mình như vậy. Nghĩ coi được không? Fuck you. Một bài học rút ra cho chúng ta. Khi ngủ phải nằm tại giường và tại phòng của nhà mình, không thôi chúng bạn nó trôi. Ok.